Chào các anh em, chào các bạn, đam mê tàu biển nha. Chia sẻ cảnh tàu biển Bình Định ra khơi nha các bạn. Đây là tàu lưới quay nha. Hôm nay là ngày của tàu lưới quay mở biển các bạn ơi. Rồi các anh em nào cùng chung đam mê theo dõi nha, đăng ký ủng hộ để mỗi ngày được video mới để cùng ủng hộ với kênh mình nha các bạn. Rồi mời các bạn, các anh em cùng xem nha, tàu biển ra khơi nhộn nhịp lắm các bạn ơi. Của tàu Bình Định mở biển. Ồ, dàn mấy khủng. À các bạn, tàu này mình nghe nói là tàu thử nghiệm gì nè nha các bạn, của Khánh Hoài đó các bạn, CM các bạn, mình cũng không gần. Cabin 2 tầng luôn. Cabin quá rộng luôn các bạn ơi. Tàu Thu Mua đang lên các bạn ơi.